Rồi, hello mọi người nha. Hôm nay kênh Nhật Ký Photo sẽ giới thiệu đến với các bạn một đoạn đường. Đó chính là từ đoạn đường nằm tên quốc lộ 57, bắt đầu từ là xã Tân Bình, rồi và điểm kết thúc đó chính là xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam nha các bạn. Tuyến đường này mình hiện đang ở tên là quốc lộ 57, hướng về Mỏ Cày, Định Thủy nha các bạn. Thì hay cái con đường này thì vừa mới hoàn thành tầm khoảng 5 tháng nha các bạn. Con đường này rất là đẹp nha. Hôm nay là mình quay cái bầu trời rất là trong xanh, nhìn rất là đã nha các bạn. Tuyến đường này thì hai bên đó các bạn thì cũng hơi thưa dân cư một xíu chứ không có đông nha. Nhưng mà rải rác khắp con đường thì khoảng đường nào cũng có nhà ở hết nha. Còn cái khu này á là mình gần tới ngã ba, kêu bằng là ngã ba Bưng Cát nha các bạn. Ngã ba Bưng Cát, cái ngã ba này thì cái hướng bên mé bên tay phải thì sẽ lên tên Băng Tài nha các bạn. Để một xíu tới là mình sẽ nói rõ hơn cho các bạn hiểu nha. Thì cái con đường này mở cũng lâu rồi nhưng mà được nhà nước nâng cấp lại đây nha các bạn. Nên là tông rất là rộng rãi nha. Rồi đây chính là ngã ba Bưng Cát nha các bạn. Mé bên tay phải của mình đó là đi lên ngã ba Bưng, đi lên tên Băng Tra. Băng Tra sẽ có một con phà sẽ đi qua bên Chỉnh Long được nha các bạn. Còn đây chính là phía trước các bạn, đó chính là cái cống nước chảy nè, kêu bằng cống bưng cát nè. Đó. Thì tên cái tuyến đường này á các bạn là mình sẽ đi xuống tới bệnh viện Cù Long Minh luôn nha các bạn, là bệnh viện huyện nha các bạn. Huyện nó thuộc ở bên Mỏ Cày Nam nha. Con đường này cho mới hoàn thành các bạn, nên là mình chạy rất là im nha. Ở quê các bạn hầu như là dây điện đều giăng dây chằng chịt hết nha. Hai bên đường thì cây cối cũng khá là nhiều nha. Nếu mà con đường này mình có ly cam á, bay ở trên á thì nhìn cũng rất là đẹp nha. Hai bên đường á thì cũng có những cái gian hàng người ta buôn bán như là trái cây hoặc là những cái rau củ để ăn á, rau củ để nấu canh này kia đó. Chạy một khoảng thì sẽ có hướng cái phía trước các bạn, mình chạy tầm khoảng chừng một cây số nữa sẽ là tới chợ Kinh Nhan các bạn, là một trong những cái chợ mà buôn bán rất là rẻ các bạn, giá rất là nới luôn, không có cao giống như ở những nơi khác nha các bạn. Khúc này mình chạy một xíu nó sẽ tới cây xăng Tư Nọ nha các bạn. Cây xăng tư Nọ sẽ nằm ở bên mé bên tay phải của mình nha. Đây, cây xăng Tư Nọ đã tới rồi bạn, mé bên tay phải nè. Đó. Còn mé bên tay trái thì là lò dừa nha các bạn. Khi mà đến đây các bạn, một chút xíu nữa mình chạy sẽ đến cái tới tường học cấp 2, xong rồi sẽ qua cái cầu nha các bạn, cầu Kinh Ngang. Hiện tại là mình đang chạy rất là gần đến chợ Kinh Ngang rồi nha các bạn, cho nên là các bạn thấy nhà hai bên đó rất là đông đúc luôn nha. Cái tuyến đường này lý do là còn xấu là lý do là để người ta đợi xây cây cầu xong á, người ta sẽ làm luôn, người ta sẽ cán nhựa lại luôn nè. Đó, đường này hơi xấu một xíu. Ở đây thì cũng được tính là chợ Kinh Ngang nha các bạn. Chợ Kinh Ngang thì bán thí dụ cá, thịt heo hay là tất cả các loại rau cải gì đó. Còn tới đây cũng là một cái ngã ba này các bạn. Ngã ba mình cũng đi lên chợ Băng Tài vẫn được. Đó, đây ngã ba mấy bên tay trái mình nè, tay phải mình nè, là lên chợ Băng Tài đều được hết. Đây gọi là chợ Kinh Ngang, có một đường vô nè các bạn, có một đường vô. Đây một đường vô ngay chiếc xe đạp đang đi vô nè. Đó, đường vô đó chính là chợ Kinh Ngang. Còn mình chạy một xíu tới đây nữa nè các bạn. Tới đây á, thì là cầu Kinh Ngang. Đó, cầu Kinh Ngang nằm tên quốc lộ 57 luôn. Ở bên đây là đây là một cái cầu đang xây thêm một cái cầu bên mé bên tay trái của mình nha các bạn. Đó, các bạn thấy bầu trời rất là trong xanh, rất là tuyệt đẹp luôn ha. Quá trời đẹp luôn, không thể nào mà nói được, hôm nay bầu trời rất là đẹp. Đây mình còn tầm khoảng 100 m nữa là sẽ tới bệnh viện Cầu Luân Minh nha các bạn. Bệnh viện Cầu Luân Minh thì nằm bên mé bên tay phải của mình nha. Đây, bệnh viện cho nên là các bạn thấy hai bên đường rất là nhiều nhà cửa nha. Đó, bên tay phải của mình là tới bệnh viện Cầu Luân Minh nè. Có những cây dù che người ta buôn bán ở phía trước nè. Wow, tới con đường này thì là được nối đến chợ Mỏ Cày, cầu Mỏ Cày đó bạn. Các bạn thấy hai bên đường trồng cây rất là đẹp nha. Theo mình thấy là ngay chỗ này là một trong những cái tuyến đường đẹp nhất ở huyện Mỏ Cày Nam nha các bạn. Tuyến đường này rất là im, chạy rất là im, và hai hàng cây hai bên rất là đẹp nha các bạn. Nếu mà các bạn đi vào những cái buổi chiều á, thì sẽ có mặt trời lặn, nhìn rất là đẹp luôn. Hai bên đây thì buôn bán cũng khá là nhiều nè các bạn. Mình thích con đường này lý do là nó có rất là nhiều cây xanh nha các bạn. Nhìn rất là mát luôn nè. Chạy nhưng mà mình cảm giác nó rất là mát. Bên đây thì lò dừa, bên mé tay phải nè, lò dừa người ta làm cơm dừa các bạn. Một chút xíu nữa mình sẽ chạy dưới cái chân cầu, chui qua bên cầu Mỏ Cày 2 luôn nha các bạn. Ở phía trước mình có thể nhìn xa xa thấy có một cây cầu dăng ngang cái lộ, thì có người gọi là cầu Dược, có người gọi là cầu Mỏ Cày 2 nha. Đây mình đang chui qua cái cầu nè. Đó. Cái cầu này thì nối liền để đi qua bên Tài Vinh nha các bạn, là một trong những cái tuyến đường mới, để sau này có dịp mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Rồi ngay chỗ này là có bên đây nè, mấy bên tay trái nè, cái đường này là đi thẳng qua là sẽ qua bên thành phố Bến Tre nha các bạn. Đó, bên đó nè, mấy tay trái. Còn hai bên đây là người ta làm dừa các bạn. Mỗi mà tối thì sẽ có những chiếc container như phía trước này, người ta sẽ lên dừa, người ta sẽ chở đi qua Trung Quốc là người ta giao cho khách hàng nha. Ở Mỏ Cày này thì chuyên về làm dừa rất là nhiều luôn nha các bạn. Dừa không à. Tại vì quê Bến Tre đặc sản là dừa, cho nên các bạn đi đâu cũng sẽ thấy những công ty dừa, hoặc là những cái mà người ta đang làm dừa. Có dịp mình sẽ quay cho các bạn được trải nghiệm và quê hương của mình nha. Mình chạy tầm khoảng 100 m nữa thì sẽ đến bờ kè của Mỏ Cày nha các bạn. Bên đây thì chạy tầm khoảng 50 m nữa sẽ là có những cái hãng nước đá bên mé tay phải các bạn. Nơi đây là nơi ngay chỗ này là làm hãng nước đá là lớn nhất ở Mỏ Cày luôn, mé tay phải nè. Đó. Mé tay phải mình luôn nha các bạn. Rồi bây giờ đã tới bờ kè nha các bạn, tới bờ kè Mỏ Cày nè. Bờ kè Mỏ Cày thì được trồng những cái cây liễu nha các bạn, rất là đẹp. Khi mà các bạn đến đây á, các bạn đến vào cái buổi chiều á, thì sẽ có những cái băng ghế người ta bán, mình sẽ để băng ghế bên đây và mình sẽ có thể vào đây uống nước vừa có thể ngắm những chiếc thuyền á, chiếc ghe chở dừa ở trên sông Mỏ Cày nè, bờ kè Mỏ Cày luôn nha các bạn. Thì khi mà buổi chiều á, các bạn đi ra đi chơi thì các bạn sẽ được hóng gió rất là mát nha các bạn. Tại vì gần con sông á, chiều thường hay gió thổi hiu rất là mát luôn nha. Cũng khung cảnh cũng khá là lý tưởng nha luôn nha các bạn. Còn bên đây là cầu Ông Đình nha các bạn. Cầu Ông Đình với cầu Mỏ Cày rất là sát bên, nhưng mà đây là cầu Ông Đình đây. Mình vừa qua cầu Ông Đình sẽ tới cầu Mỏ Cày. Vừa qua cầu Ông Đình á thì sẽ có, nếu mà các bạn quẹo má bên tay trái á, thì các bạn sẽ đi lên thành phố Bến Tre luôn nha. Thành phố Bến Tre đi qua Tiền Giang, Tài Vinh đồ đó, đi thành phố Hồ Chí Minh luôn. Còn đây là các bạn quẹo máy bên tay phải, quẹo cùng đường hướng với mình nè, là các bạn lên cây cầu Mỏ Cày. Đây cầu Mỏ Cày nè. Đó, cầu Mỏ Cày này á các bạn, là nếu mà các bạn chạy thẳng luôn không quẹo đâu á, thì sẽ đi thẳng xuống Thạnh Phú luôn nha các bạn. Để một chút xíu sẽ có một cái ngã ba mình sẽ nói kỹ hơn ha. Cầu Mỏ Cày này thì cũng có rất là lâu rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bước vào cái trung tâm thị trấn Mỏ Cày luôn nè. Thì thị trấn Mỏ Cày á, thì mình cũng cảm nhận cũng thấy giống những cái thị trấn khác. Lý do mình đi ban buổi trưa các bạn, để cho có một bầu trời đẹp á, cho nên là thị trấn Mỏ Cày cũng là hơi vắng xe nha. Thị trấn Mỏ Cày thì thường hay buổi chiều rất là đông xe luôn nha. Đây mé bên tay phải của mình là chỗ đổ xăng nha các bạn. Đổ xăng tầm khoảng 9 giờ là người ta nghỉ rồi. Ở bên đây thì quán cà phê, rồi xong rồi cái kế bên nữa là sẽ một cái shop đồ, rồi xong rồi một ngôi chùa, rồi thế giới di động, rồi ngân hàng ACB nè, xong rồi kế tiếp nữa là ngân hàng Sacombank là lớn nhất thị trấn Mỏ Cày nha các bạn. hai bên là bán rất là nhiều đồ luôn nè. Đó, bên vẹo mấy chợ là mấy anh tay tái nha bạn. Mình vừa qua cái mấy anh chợ, nếu mà vẹo thẳng vô là mình vô chợ luôn. Mình chạy tầm khoảng 50 m nữa sẽ tới một cái ngã ba nè. Đây một xíu nữa mình tới ngã ba nè, mình sẽ nói kỹ cho các bạn biết nha. Cái ngã ba này nếu mà các bạn đi thẳng á, đây các bạn đi thẳng thì sẽ đi xuống thành phố. Nếu các bạn rẽ bên mé bên tay phải của mình á, thì sẽ đi qua bên Tài Vinh đều được, rồi đi xuống những cái xã An Thới của Mỏ Cày nha các bạn. Đây đây là mình đi thẳng. Đây bến xe mé bên tay trái của mình nha các bạn. Đây bến xe nè. Đó có một chú chạy xe Honda vô nè. Đường này đi thẳng thì mình đi thẳng xuống Thạnh Phú luôn. Con đường từ Mỏ Cày mà xuống Thạnh Phú các bạn là con đường rất là xấu nha các bạn. Nếu mà các bạn qua cái đoạn đường này á, thì các bạn nhớ cẩn thận nha. Chạy xe tốc độ tầm khoảng 40-50 là được rồi. Không nên chạy tốc độ quá cao nha. Lý do là con đường rất là xấu. Còn đây, đây là chuẩn bị một chút xíu nữa sẽ tới một cái ngã bên mé bên tay trái. Bên mé tay trái, đây. Ngã mé bên tay trái nè. Đây là các bạn sẽ đi vào xã Phước Hiệp. Rồi Phước Hiệp, Định Thủy, Bình Khánh nha các bạn. Là một trong những xã Đồng Khởi nha. Wow, bạn thấy cái bầu trời rất là đẹp luôn ha. Con đường này cũng là một trong những con đường mà tỉnh Bến Tre mới xây nha các bạn. Mới xây một năm rồi. Con đường này rất là sung túc, hai bên là bán quán cà phê. Rồi khi mà các bạn đi ban đêm á, thì các bạn sẽ cảm nhận đầy đủ hơn. Hai bên con đường này bán ăn uống cà phê rất là tấp nập nha. Đó, quán xá đồ rất là nhiều luôn nè các bạn. Hôm nay bầu trời khá là đẹp nha các bạn. Rồi tiếp theo tầm khoảng 50 m nữa thì các bạn sẽ tới một cây cầu là 17 tháng Giêng, cầu mới nha các bạn. Cầu cũ thì giờ cầu cũ 17 tháng Giêng thì vẫn còn hoạt động nha các bạn, nhưng mà chỉ cho lưu thông những chiếc xe Honda gắn máy thôi nha các bạn. Đây là chiếc cầu 17 tháng Giêng được xây mới nha các bạn. Đó. Đây đây là cầu 17 tháng Giêng. Ở phía dưới cầu 17 tháng Giêng thì có quán ăn uống nữa nha các bạn. Bên mé tay phải thì quán ăn uống, mấy bên tay trái thì có quán cà phê. Đó, lên cây cầu rất là đã luôn nè. Thì cầu 17 tháng Giêng cũ nha các bạn, thì người ta vẫn hoạt động bình thường. Ví dụ ai ở gần đó thì người ta đi ở đó. Rồi bây giờ là mình bắt đầu tiến về xã Định Thủy nha các bạn. Đây là con đường dẫn đến xã Định Thủy và chợ Định Thủy nha. Thì mình quay cái clip này là quay cho những bạn mà ở xa quê á. Các bạn có thể xem video của mình để cho mình bớt đỡ nhớ quê hương của mình nha. Đó, con đường rất là thẳng tắp, rất là đã nha. Đó, mấy bên tay trái của mình đó chính là con đường cũ về 17 tháng Giêng nha các bạn. Con đường 17 tháng Giêng cũ, cây cầu á. Thì xã Định Thủy theo mình biết á, thì là một trong những xã phát triển mạnh trong những năm gần đây nha các bạn. Hồi xưa xã Định Thủy là mình có đi được vài lần. Ở Định Thủy mình cảm thấy là rất là nghèo so với những cái xã khác. Nhưng mà vài năm gần đây các bạn, vài năm gần đây thì mình thấy xã Định Thủy phát triển rất là nhanh nha. Rồi nhanh về tất cả mọi mặt luôn nha các bạn. Đó, con đường này cũng rất là đã nha các bạn. Con đường này rất là, buổi trưa thì không có xe nhiều, nhưng mà khi mà chiều các bạn, chiều thì các phụ huynh rước con của mình đi học về thì rất là nhiều xe nha các bạn. Cho nên khi mà các bạn tham gia giao thông vào cái con đường ở xã Định Thủy này thì các bạn hãy chạy tốc độ vừa phải thôi nha, chú ý. Vì con đường này có rất là nhiều mà cái đường đan nhỏ ở phía trong bên giường á, người ta chạy ra. Cho nên các bạn chạy hãy cẩn thận nha các bạn. Buổi sáng cũng vậy. Buổi sáng tầm khoảng 6 giờ cho đến 6 giờ 40 á, thì con đường Định Thủy khá là nhiều. Cái đây là con đường Định Thủy đường cũ nha các bạn. Mấy tay phải của mình là đường cũ, còn mình đang đi là đường mới nè. Đường mới sẽ dẫn đến cây cầu Ông Bồng mới luôn, mới xây luôn nha các bạn. Đó, con đường rất là đẹp luôn á. Tầm khoảng 10 m nữa sẽ tới cây cầu Ông Bồng nha các bạn. Đây chính là cây cầu đang lên dốc cầu Ông Bồng nha các bạn. Đó. Cầu Ông Bồng thì cũng được xây một lượt với cây cầu 17 tháng Giêng nha các bạn, cho nên là còn rất là mới luôn. Điểm ngay mà đi xa quê tầm khoảng 5 năm á, mà trở về xã Định Thủy thì các bạn sẽ rất là bỡ ngỡ và kinh ngạc vì Định Thủy hôm nay phát triển rất là mạnh luôn nha các bạn. Không chỉ Định Thủy mà huyện Mỏ Cày cũng phát triển rất là mạnh luôn, không thua kém gì những cái huyện khác ở trong tỉnh của mình nha. Thì tầm khoảng 15-20 mét nữa chúng ta sẽ tới cổng chào nha các bạn. Đây chính là cái cổng chào Định Thủy nè. Ở đây chúng mình đã tới cái cổng chào Định Thủy nè. Đó, chạy qua cổng chào Định Thủy tầm khoảng 1 km nữa chúng ta sẽ tới ngay chỗ nhà Tiền Thống. Và nếu mà chúng ta tới nhà Tiền Thống thì cũng là tới xã Định Thủy luôn. Thì hai bên đường đây cũng đều toàn là cây xanh, vì ở quê các bạn cây xanh được trồng rất là nhiều luôn. Khi mà các bạn đi vào ban đêm á, các bạn chạy vào những cái hàng cây xanh này, các bạn cảm giác nó mát đến lạnh người luôn nha các bạn. Ban ngày thì các bạn có thể cảm giác nó hơi có nóng, có mát, tại vì ban ngày có nắng. Còn ban đêm á, trời sập mát xuống là các bạn chạy tới con đường này là nó mát luôn. Nó mát, rất là mát luôn các bạn. Tầm khoảng 10 mấy mét nữa ta sẽ tới ngay chỗ đổ xăng các bạn. Đổ xăng mé bên tay phải của mình. Đó có một chiếc xe đa quẹo vô chạy ra nữa đó. Đó, đây là cây xăng ở Định Thủy. Định Thủy thì có được 2 cây xăng nha các bạn. Một là cây xăng nhà nước, 2 là cây xăng của tư nhân nha. Đây, đó các bạn chạy trên tuyến đường này. Với tốc độ này mình đang chạy là duy trì tốc độ của mình đang chạy là tầm khoảng 40 hoặc là 45 km, 40 đến 50 km/h nha các bạn, mình chạy không có hơn. Rồi ngay chỗ tới bên đây nè, mé bên tay trái của mình đó chính là bãi dừa của hợp tác xã nha các bạn, mé bên tay trái của mình nè. Đó, bãi dừa hợp tác xã luôn. Rồi chỗ này là mình tới xã nha các bạn, cho nên là các bạn thấy khu dân cư rất là đông đúc luôn nè, có bách hóa xanh nữa nè. Mé bên tay trái của mình nè, mé bên tay trái của mình là nhà Tiền Thống nha các bạn. Hồi nãy mình nói lộn là ngay chỗ này là ngã tư nè, nếu mà chạy thẳng là ra chợ Định Thủy, còn quẹo đây là về Phước Hiệp nè các bạn. Bạn đang quẹo hướng về Phước Hiệp luôn nè. Hồi nãy mình nói là cái trại dừa là nó nằm ở bên mé bên tay trái của mình nha các bạn. Trại dừa của hợp tác xã. Rồi tiếp tục tới cổng chào nữa. Hướng này là mình đi thẳng về Phước Hiệp nha các bạn. Đó, Phước Hiệp rồi đi ra lộ An Bình. Lộ An Bình thì là con đường tắt đi ra lộ An Bình để mình về bên đi ra bên Thạnh Phú vẫn được nha các bạn. Để có dịp mình sẽ quay cho các bạn xem cái từ xã Định Thủy chạy về lộ An Bình nha các bạn. Thì đây cũng là gần tới nhà của mình rồi các bạn. Đó, các bạn bây giờ là mình chạy vô đây một xíu nó sẽ tới quẹo vô cái đường nhà nhà của mẹ vợ của mình. Rồi mình quẹo trái nha các bạn. Đây mình quẹo trái đây. Đó, quẹo trái nha. Đây bắt đầu mình lưu người tiếp nha. Xe phía trước chạy nãy giờ đó chính là vợ của mình nha các bạn. Vô con đường này thì đường đan nha. Thôi mời các bạn cùng mình chiêm ngưỡng cái đoạn đường mà vô đoạn là cây dừa không nha các bạn.